Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trên vùng trời cao rộng gần Tu Di Sơn, thần tầm công chúa khoác lên mình bộ của hoàng chiến y uy vũ, giao chiến ác liệt với đại khổng tước Minh Vương. Hai người tung ra những chiêu thức kinh thiên động địa, khiến cả vùng trời rung chuyển. Vô tình, một số thánh giả ẩn núp gần đó bị sức mạnh của họ làm cho tan xương nát thịt. Nhận thấy tình thế nguy cấp, Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt lập tức gia nhập cuộc chiến. Diệp Phàm sử dụng vô thủy đỉnh, còn Cơ Tử Nguyệt thì dùng hư không kính, cả hai đều là binh khí đế với uy lực vô song. Ba người hợp sức vây công đại khổng tước Minh Vương. Không chỉ vậy, Cơ gia còn cho triệu hồi một vị đại thánh từ thần nguyên ra trợ chiến. Sự xuất hiện của vị đại thánh này khiến mọi người xôn xao bàn tán, cho rằng con đường thành tiên sắp mở ra. Trước sức mạnh áp đảo của ba người cùng binh khí đế, đại khổng tước Minh Vương dù dũng mãnh đến đâu cũng không thể chống đỡ. Nàng bị thương, buộc phải rút lui về Tu Di Sơn. Chuyển sang tập 498 của Già Thiên. Một kiếm kinh hồn, kiếm khí tung hoành vạn dặm, chí thiếu chút nữa liền chém rơi đầu đại khổng tước Minh Vương. Tóc đen bay bay, rơi rụng trong không trung. Hóa thành lông khổng tước màu sắc rực rỡ, từng cọng trong suốt sáng lóng lánh bay lả tả, sau đó lại ngay lập tức dập nát. Đại khổng tước Minh Vương phẫn nộ, thân là tôn chủ hộ pháp của Phật môn đương thời, ai có thể đã thương tới bộ phận thân thể nàng. Quanh năm suốt tháng nhận chúng sinh cúng bái, hôm nay lại bị áp chế hồi lâu không thể phản kháng. Nàng tay nắm chặt hàng ma sử, con ngươi vô cùng lạnh lùng, đi thẳng tới hướng Diệp Phàm, kiện thần khí chí tôn Phật môn này tản ra khí tức ngập trời, mỗi một lũ đều giống như một dải tinh hà, Phật lực mờ mịt khôn cũng, quả thực có thể áp sụp cổ kim tương lai. Ông! Cái đỉnh xanh trên đỉnh đầu Diệp Phàm lay động. Ráng màu xanh bùng phát, như là đang sáng lập một vũ trụ, dấu vết rỉ sét loang lổ mất hết. Cả vật thể sáng lóng lánh, tự chủ phát sáng, chống lại bảo sử cực đạo. Mà thanh sát kiếm trong tay hắn cũng bộc lộ tài năng. Thanh kiếm này rất đặc thù, sát khí của nó hơn xa bất cứ một thanh binh khí đế nào, mặt trên có sát tiên đồ phát sáng trông rất sống động, chém phá vũ trụ. Đây là một hồi va chạm mạnh khủng bố, hào quang phun ra nuốt vào, mãnh liệt kịch liệt. Mà bên cạnh, thần tầm công chúa và Cơ Tử Nguyệt cũng đều tự thúc động đế binh công tới khổng tước Minh Vương. Phạt! Ở thời khắc mấu chốt này, nàng ta tuy rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui, tín ngưỡng lực vô lượng cuồn cuộn mãnh liệt liền xây thành một cầu nối thông tới hướng Tu Di Sơn. Nàng bước chân lên trên vượt qua thời không, tiến hành vượt qua hư không. Chạy đi đâu? Mấy kiện binh khí đế đang vây công, tất cả đều phát sáng, chém tới phía trước, nhất là hư ảnh mơ hồ bên cạnh Cơ Tử Nguyệt kia lại càng khủng bố, dường như hòa tan cũng hư không làm một thể, không chỗ nào không có. Lần này lão tự tay cầm để kính vọt tới chặn con đường phía trước. Khí tức mục nát khắp người, ngươi sống đến kiếp này cũng không thay đổi được vận mệnh, loại người các ngươi sớm nên quay về trong ủ đất vàng. Đại khổng tước Minh Vương quát lớn, ở sau lưng nàng, ngũ sắc thần quang xông thẳng lên trời cao, ngưng kết tín ngưỡng lực, vả lại nàng cử cao hàng ma sử, ba thứ hợp nhất cũng giáng xuống. Một tiếng nổ vang trời, lực lượng mãnh liệt như đại dương mênh mông giáng xuống dày đặc mỗi một tấc không gian. Như là một mảng tinh hà vũ trụ vỡ nát. Vị lão nhân thần sắc không thay đổi, thân ảnh càng thêm mơ hồ và ảm đạm, nhưng hư không kính lại rực rỡ như ánh mặt trời, nó hóa thành tấm thuẫn chặn ngang ở phía trước. Trên mặt kính xuất hiện các loại phù văn, phản xạ hào quang, phát sinh chuyện khiến mọi người giật mình kinh sợ, phía trước toàn bộ thần lực cuồn cuộn mãnh liệt đánh tới đều bị phản ngược trở về. Đế kính dùng đạo của địch nhân công phạt lại đối phương, loại biểu hiện này quả thật khiến mọi người kinh sợ. Đại khổng tước Minh Vương biến sắc, vội vàng lui ngang qua, đồng thời dùng hàng ma sử ngăn cản, kết quả bị chấn cho khí huyết sôi gục, toàn thân run rẩy. Mà đúng lúc này, Diệp Phàm, thần tầm công chúa lại tới, dao động binh khí đế mênh mông cuồn cuộn, lúc thì phóng rộng lúc thì thu hẹp, khí nuốt thiên địa. Ba bốn kiện binh khí đế cũng chấn tới, chung sức công kích đại khổng tước Minh Vương. Khí thế xông thẳng lên trời cao, khí tường hòa bốc hơi, tiên hà tươi đẹp, chiếu rọi nơi này thành một màn sương mù muôn màu muôn vẻ. Sát! Đại khổng tước Minh Vương trên trán sáng miệng xuất hiện một chữ Y Phật, khí thế cường thịnh tới cực hạn. Lập tức dẫn động niệm lực của Tu Di Sơn. Dùng hết khả năng công tới. Ầm ầm! Tu Di Sơn lay động, như là cái hòa lò đồng nấu chảy hòa tan thiên địa, như sắp hủy diệt thế giới. Thần lực vô cùng vô tận mãnh liệt cuồn cuộn bay lên, cộng minh với chữ Phật trên trán nàng ta.
Đại Khổng Tước Minh Vương thông thiên động địa, tránh né Diệp Phàm và đám người thần tầm công chúa, không dùng cứng chọi cứng với họ mà hóa thành luồng hào quang bay xuống phía dưới, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mấy người phòng ngự rất nghiêm ngặt, căn bản không công phá được ngăn cản. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Trên Tu Di Sơn lão Tăng Ma Kha tụng Phật hiệu. Đúng lúc này, lão đột nhiên nhíp động vọt thẳng lên trời cao, thi triển pháp môn cấm kỵ, cũng không biết điều động ra từ Tu Di Sơn bao nhiêu tín ngưỡng lực, cũng kéo lên như tiếng sấm. Thần năng khủng bố vang động chín tầng trời. Giờ khắc này, Ma Kha như là một viên xá lợi, nở rộ hào quang vô cùng tận, làm cho Tu Di Sơn sôi trào, hào quang chiếu lên tận trời. Nói chính xác, trong tay lão đang cầm một viên xá lợi kỳ dị. Lão đang thành kính cúng bái, duy trì tư thế đặc biệt này bay lên trời, khiến mọi người đều kinh dị. Đại Khổng Tước Minh Vương cảm nhận được loại khí cơ bàng bạc bay tới. Lúc này, cả tòa Tu Di Sơn dường như sống lại, trở thành một sinh mệnh thể khổng lồ, thần năng chiếu sáng vòm trời. Nàng ra sức tấn công sắp hội hợp với Ma Kha đang bay lên tiếp ứng. Đây hẳn không phải là xá lợi của Phật Đà chứ? Không ngờ lại làm cho nhiều tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn sôi trào mà lên như vậy, thật nghịch thiên. Người đang xem cuộc chiến nhìn thấy rõ ràng. Lúc này tín ngưỡng lực cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hóa thành một cầu nối thông lên vòm trời, đi thẳng ra ngoài bầu trời, tới gần dưới chân Đại Khổng Tước Minh Vương. Ai cũng không nghĩ tới, lão Tăng Ma Kha có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, rồi lại thật sự nghĩ ra cách cứu viện Đại Khổng Tước Minh Vương, vượt qua dự liệu của mọi người. Chư Thánh vượt ngoại trợn mắt, rất muốn ở phía sau quấy nhiễu để song phương va chạm kịch liệt, lưỡng bại câu thương. Thế nhưng đành chịu, binh khí đế quá mạnh mẽ, ai dám nếm thử mạo hiểm. Đột nhiên, phát sinh biến cố kinh người. Tại trong hư không kia đột nhiên bùng phát một khí tức kinh khủng, dập nát chân không, chặn con đường phía trước, cắt đứt tín ngưỡng lực vô lượng. Đây là một cái ma quân, tản ra khí cơ khiến Nhật Nguyệt tinh tú đều rung chuyển, buông xuống từng dải hào quang đen nhánh, trấn áp chư thiên muôn đời, chấn nhiếp anh hùng thập phương. Ngoài thân quán rất giản dị, giống như bàn gốm sứ, mặt trên có một ít vết khắc đường cong duyên dáng, như thân thể thần tiên của một cô gái rất thanh tú lạc ấn ở trên đó, tản ra dao động khiến vô số anh kiệt cái thế xưa và nay đều sợ hãi. Thông Thiên Ma Quân. Bốn chữ này khiến mọi người vừa nghe thấy liền biến sắc. Ma quân chấn khiếp muôn đời xuất hiện như thế, chặn ngang trước lão Tăng. Chấn vờ con đường phía trước, bắt đầu nuốt nạp tín ngưỡng lực vô cùng tận kia. Vị đại đế này ai mà không biết, người nào mà không hiểu. Đánh khắp 9 tầng trời 10 tầng đất. Khiến cho chí tôn vạn vực chư thiên đều run rẩy, vạn sinh linh quỳ bái, chấn động cổ kim. Tuy rằng nàng mất đi, không còn trên thế gian, nhưng ma quân do thân thể nàng luyện chế thành còn sống. Thậm chí có người nói, độc nhân đại đế bực này có thể còn có cuộc sống khác. Bốp. Tín ngưỡng lực bị đánh nát, Thông Thiên Ma Quân khẽ ngân. Ngay khoảnh khắc cái nắp mở ra, nuốt thiên nạp địa, bất cứ gì đều bị luyện hóa, không có gì không phá. Lão bất tử thần bí trong 13 đại cường đạo, cũng lão mù. Đồ Thiên, Khương Hoài Nhân đều hiện thân, hợp lực tế ra kiện đế binh cực đạo này, để nó tản phát ra thần năng kinh thiên khủng bố nhất. Đây là một bộ phận ẩn phục chờ thời khắc mấu chốt hiến uy. Đoạn Đức không có tới, trước mắt không thể phá kiện mà ra, nhưng lại cho mượn Thông Thiên Ma cái đi ra, hai kiện ấy bán binh khí đế khi gặp nhau, hiển lộ ra hết thần uy cái thế. Biến cố này quá đột ngột, mọi người đều nghĩ binh khí đế ra hết, không nghĩ tới thời điểm cuối cùng này lại hiến hóa thêm một kiện, quả là sự kiện đáng sợ. Hôm nay một trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Không nói gì khác, chỉ riêng nhiều đế binh như vậy đồng thời xuất hiện chính là một đại sự kiện khó lường. Thông Thiên Ma Quân trực tiếp va chạm tới làm cho tín ngưỡng lực tiêu tán. Lão Tăng Ma Kha vẫn duy trì một loại tư thế kỳ quái, hai tay đang cầm xá lợi trong suốt quỳ ở trên hư không, mắt nhìn lẻn trận chiến trên bầu trời cao. Đúng lúc này đột nhiên lão bị tập kích, trong nháy mắt biến sắc. Lão cân bản không ngăn chống được, chỉ phải cực nhanh bay tránh, gượng éo ngưng tụ tín ngưỡng lực phụ trợ mình, sau đó hợp thành một kiện chiến y niệm lực, lại dùng xá lợi bảo vệ mi tâm. Là một vị đại thánh, lão còn mượn dùng tín ngưỡng lực vô tận ra tay, tương đương với cầm một kiện đế binh chiến đấu, nhưng gặp phải công kích bất ngờ vẫn có chút không kịp phản ứng. Từng đợt hào quang đen nhánh buông xuống. Tuy rằng không có đánh trúng chính diện, nhưng vẫn xuyên thủng chiến y niệm lực đánh trúng thân thể, lập tức lão gào to. Phốc. Hai chân lão Tăng Ma Kha vỡ nát, sau đó hướng lên trên đứt từng khúc nứt ra, hóa thành màn sương máu, dọc theo thân thể lan tràn lên trên.
ngay cả tín ngưỡng lực đều không ngăn được. A, à, lão không kìm được gào rống, mắt thấy đã vỡ nát tới phần eo, trong nháy mắt lão tự giải thân thể, dưới đầu toàn bộ nổ tung hóa thành vùng máu. Nhưng mà, sự tình còn tồi tệ hơn so với lão tưởng tượng. Thông Thiên Ma Quân quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là một tia khí cơ đánh trúng, quả thực cũng không có thuốc tiên nào có thể giải được. Cuối cùng, đầu của lão cũng nổ tung, chỉ còn lại viên xá lợi, tản phát ra hào quang muôn màu muôn vẻ, mang theo thần mang vọt vào vòng trời mênh mông. Thẳng đến lúc này, hạt xá lợi thần bí mới xem như chân chính thức tỉnh, có sinh mệnh. Đại Khổng Tước Minh Vương ngửa mặt lên trời thét dài, tuy là một nữ nhân, nhưng nàng có khí thế khí nuốt tinh hà, mái tóc đứt đoạn tung bay, chữ Phật trên trán càng tăng lên hào quang sáng rực. Mà xá lợi kỳ dị kia phóng vọt lên tận trời lại tạm thời hợp nhất cũng chữ Phật của nàng, giống như mộng như ảo, tản phát ra một loại Phật lực quỷ dị giúp nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? Đây là dao động cấp đế, chẳng lẽ là xá lợi của A-di-đà Phật Đại Đế lưu lại? Mọi người khiếp sợ. Chuyện phát sinh hôm nay khiến mọi người quá chấn động. Đầu tiên là xuất hiện rất nhiều đế binh, rồi sau đó lại có hư hư thực thực có chí bảo xá lợi của đế xuất thế, làm cho mỗi người đều ánh mắt nóng cháy. Nếu có thể giao hòa với hạt giống niệm lực của A-di-đà Phật lưu lại, sẽ phát sinh cái gì? Ở một bên Tu Di Sơn, thần tầm đạo nhân cầm theo cái hồ lô lớn màu đỏ thấm rót một ngụm rượu vào miệng, dáng vẻ say khướt lẩm bẩm nói. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tham chiến, như là một khách qua đường say mềm, nhìn người đồng tộc đi đại chiến, hắn không có một chút tinh thần phấn chấn. Chạy đi đâu? Giáp trụ trên người thần tầm công chúa lại biến hóa thành một con côn bằng, vươn ra một đôi trảo cực lớn, xé khư không bay xuống phía dưới. Tuy rằng mất đi thân ảnh Đại Khổng Tước Minh Vương, nhưng dựa vào cảm giác nàng vẫn ra tay, nhận thức chuẩn một phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, hư không kính phát sáng, chiếu rọi khắp vòng trời, rất nhanh vạch ra một mảng tiên quang, chiếu rọi ra vị trí chân thân của Đại Khổng Tước Minh Vương. Nàng ta đang từ vực ngoại bay thẳng xuống Tu Di Sơn. Không còn xa lắm. Thông Thiên Ma Quân ở dưới cũng rung động, bắn ra hào quang đen nhánh như bảo bình đại đạo viên mãn, chấn ra vạn lũ khí cơ dừng ở phía trên Tu Di Sơn bộc phát ra hào quang ngập trời. Đồng thời một tia sáng mong manh đánh trúng hai chân Đại Khổng Tước Minh Vương, lập tức làm cho nửa thân mình nàng ta vỡ nát, màn sương máu tiêu tán trong không trung. Soạt. Mà trong quá trình này Diệp Phàm cũng ra tay, đế kiếm trong tay bổ xuống, hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm, kề phùi một tiếng chém rụng cánh tay phải của Đại Khổng Tước Minh Vương rơi xuống vỡ nát ở nơi đó. Hiển nhiên, đây là một hậu quả đầy tính tai nạn. Đại Khổng Tước Minh Vương trước sau bị Thôn Thiên Ma Quân và sát kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn chém trúng. Đừng nói nàng còn không phải chuẩn đế, cho dù là chân chính tiến vào cảnh giới này cũng không chịu nổi. Thân thể còn lại của nàng tất tất nổ tung, máu thịt bầy nhầy, y theo lẽ thường. Nàng tất nhiên phải hình thần câu diệt, chết không có gì để chôn. Nhưng mà, đột nhiên phát sinh chuyện kinh người. Xá lợi Phật Đà trên trán nàng tỏa hào quang sáng rực, chiếu sáng cả tòa Tu Di Sơn, bảo vệ cái đầu của nàng, mang theo hàng ma sử cũng nhau rơi xuống dưới xác cây bồ đề khô héo ở trước Đại Lôi Âm Tự. Đó là cái gì mà lại hóa giải được sát khí của binh khí đế? Không riêng đám người Diệp Phàm kinh hãi, chính là chư thánh vực ngoại, cổ tộc cũng đều rúng động không hiểu. Quản nó là cái gì, chỉ cần không phải A-di-đà Phật sống lại là được, bằng không thần minh đến đây đều võ dụng. Người bên Diệp Phàm định tiếp tục phát động thế công. Thế nhưng, một Phật thân cực lớn từ phía trước Đại Lôi Âm tự dâng lên, khủng bố ngập trời, dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại khiến cho mỗi người đều hít thở không thông. Người Diệp Phàm bên này, như Lệ Thiên, Long Mã đều muốn tát vào miệng mình, cảm giác mình thật đúng là miệng quả đen, vừa rồi nói lung tung, đây đúng thật là dao động sinh mệnh của cấp đe. Mọi người đều kinh hoàng, đều sợ run. Rất nhiều thánh nhân đều quỳ sát xuống, không tự chủ được dập đầu. Hoàn toàn không chịu nổi loại uy áp cái thế này. Tu Di Sơn, bao la hùng vĩ, đỉnh ngọn lấp trong vòng trời vũ trụ mênh mông, lưu động khí trời ráng mờ, như là một tòa tiên thai bất hủ. Trên đỉnh núi, nơi ngôi chùa tọa lạc rộng rãi bàn bạc, mái ngói lưu động tử kim sáng bóng, như là kim khí luyện chế thành, tràn ngập khí tức thần thánh tường hòa. Trước Đại Lôi Âm Tự, cổ Phật đứng cao ngất, thân ảnh khổng lồ tràn ngập lực lượng của Đại Đế, một loại dao động sinh mệnh mãnh liệt như đại dương mênh mông, khiến mọi người hít thở không thông. Chư thánh đều quỳ sát xuống, linh hồn đều đang run rẩy. Đối mặt với loại dao động đế này, ai nấy cảm giác mình giống như con kiến nhìn lén con rồng cực lớn,
nhất thiết cảm nhận bản thân mình quá mức nhỏ bé không đáng kể. A Di Đà Phật Đại Đế. Mọi người đều ngây dại, mỗi người đều sững sờ như tượng đất, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời, thân ảnh này quá mức kinh người. Phật quang vô lượng nở rộ, chiếu khắp thập phương, mỗi một lũ khí cơ đều chấn nhiếp thế gian. Đại Phật to lớn, cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Kim thân Phật thể mỗi một lỗ chân lông đều chảy xuôi Phật lực, như thác nước buông xuống, bao phủ Tu Di Sơn, làm cho địa phương này như là một mảng ơn lành lai láng. Tu Di đất lành trở thành hải dương Phật Pháp, đại từ đại bi, đại đức đại thiện. Giờ khắc này cuốn lên chín tầng trời bao la, khiến mỗi người đều không kìm nổi phải quỳ bái, từ thánh giả là cảm thụ sâu nhất. Đây là một thần tích. Mọi người vượt qua nơm nớp lo sợ lúc đầu, dần dần quay về tường hòa, có một loại cảm giác muốn quy y Phật môn, từ nay về sau không ra khỏi Tu Di, rời xa chốn ô trọc rầm rĩ trần thế, từ đó làm bạn với cổ Phật Thanh Đăng. Lớp lớp từ bi, trùng trùng pháp lý cứ như vậy tràn ra, muốn dẫn người hướng thiện hướng Phật, muốn thanh tẩy, muốn làm cho người ta quy y Tam Bảo. Khí tức chí thần chí thánh lay động lục hợp bát hoang. Giờ khắc tức vạn sinh linh khắp Tây Mạc này, tất cả đều bừng tỉnh, từ rất xa nhìn về hướng Tu Di Sơn, cùng nhau dập đầu khấu bái. Chư thánh rung động, chúng hùng đều thành kính quỳ xuống. Người cảnh giới cao thâm sợ hãi, còn số hơi yếu thì chỉ có ngưỡng mộ, dập đầu cúng bái. Ai cũng không nghĩ tới, Tu Di Sơn luôn yên lặng tường hòa hôm nay lại phát sinh nhiều đại sự kiện như vậy, bất cứ một sự kiện nào đều có thể ghi vào sử sách. Đây là thật vậy chăng? Diệp Phàm bên này mấy kiện binh khí đế sớm tập trung một chỗ. Mọi người nghiêm túc phòng bị. Cũng chỉ có dưới phòng ngự của loại đế binh, bọn họ mới không bị lây lan trong loại không khí này. Sinh mảnh như giả nhân, tà khí như lệ thiên cũng đều phát mộng, mỗi người đều tự trách mình miệng quạ đen, nói cái gì xuất hiện cái đó. Cái này cũng quá xui xẻo đi. Đại Phật diện mạo mơ hồ bao phủ trong sương mù hỗn độn, nhìn không rõ lắm. Nhưng mơ hồ có thể thấy được không sai biệt lắm so với thần tượng A-di-đà Phật được cung phụng trong các ngôi chùa miễu. Các bộ vị kim thân khác đều rực rỡ, mỗi một tấc cơ thể đều khủng bố như vậy, khiến người ta hoài nghi hắn tùy tiện động một cái sẽ hủy diệt vũ trụ. Đây là một loại khí thế không gì sánh nổi, trấn áp chư thiên muôn đời. Có một loại kinh văn đại đạo vang lên, vang vọng biết tai, giống như nghịch chuyển dòng thời gian. Phật Đà Viễn Cổ đang giảng đạo, thụ pháp thiên hạ, không ngừng truyền đạo cổ kim. Đây là chấp niệm của đại đế sao, hay là thật sự chưa chết? Giờ phút này đừng nói là ai khác, chính là Diệp Phàm, thần tầm công chúa đều không hiểu gì. Loại biến cố này hoàn toàn không thể lường trước được. Binh khí đế, trận văn, tín ngưỡng lực đều nghĩ tới, nhưng ai có thể ngờ tới còn có một đại đế. Thật sự là xui xẻo, buổi sáng ta nghe một đám quạ đen kêu vang. Không nghĩ tới kêu ra một hòa thượng chết. Long Mã lẩm bẩm nói, tới lúc này nó còn mạnh miệng nói lung tung. Đám người Diệp Phàm im lặng, không nhúc nhích, là rút lui hay phòng bị, người lựa chọn thật sự không nhiều lắm. Nếu thực là đại đế căn bản không đi được. Xa xa chư thánh đều lộ vẻ sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải, rất nhiều người đều quỳ sát xuống. Chúng sinh đều thành kính dập đầu trên mặt đất, nguyên cuộc đời này quỳ mài không đứng dậy. Toàn trường lúc này trông thật quái lạ, có Phật lực tường hòa lưu chuyển nở rộ hào quang rực rỡ, Tu Di Sơn giống như thần hóa, bắn ra từng đạo hào quang tường hòa, như là sắp đồng loạt bay lên tiên giới. Nhưng mà, đợi thời gian rất lâu. Đại Phật cũng không nhích động, vẫn như cũ đứng sừng sững ở nơi đó, phóng ra dao động sinh mệnh như biển, dùng từ bi phổ độ thế gian. Ồ, không đúng. Hắn như là một pho tượng, không có phản ứng gì. Lão bất tử trong 13 đại cường đạo, thần tầm công chúa tất cả đều ngưng thần, phóng thích căn nguyên khí cơ, như là cảm ứng được cái gì. Diệp Phàm mở nguyên thiên nhãn cũng dò xét, còn thần tầm đạo nhân rót vào miệng một ngụm rượu, cũng híp mắt lại nhìn chằm chằm Phật Đà trước Tu Di Sơn không rời mắt. Là pháp tướng kim thân, là hư ảnh lạc ấn trên Tu Di Son. Cũng không phải chân thân. Cuối cùng, bọn họ nhất trí cho ra kết luận như vậy. Đây cũng không phải là A-di-đà Phật Đại Đế chân chính, người ấy tọa hóa đã ba mươi mấy vạn năm, không có khả năng hiển hóa ở niên đại này. Khi biết rõ ràng hết thảy, mỗi người đều thở phào một cái, vừa rồi thật sự phát mộng, điều đó không phù hợp lẽ thường, không có người nào có thể sống lâu dài như vậy. Mặc dù là Phật môn Đại Đế nắm giữ có các loại thuật trường sinh, dùng đủ các loại thủ đoạn chống lại năm tháng, cũng không có khả năng hiến hóa ra như vậy.
Hết thảy ngọn nguồn tự nhiên là do viên xá lợi, nó trong suốt rực rỡ, đó là thánh vật của Phật Đà Tọa Hóa Di lưu lại, là tiên trân chí bảo của Phật môn. Cuối cùng, Đại Phật rốt cục biến mất, hóa thành màn hào quang rơi vài đầy trời, rồi rơi xuống chìm sâu vào Tu Di Sơn. Trở về trong viên xá lợi kia. Nó muôn màu muôn vẻ, sáng lóng lánh như là một viên kim cương khắc thành trái tim, bên trong có một Phật thân mơ hồ, thần bí khó lường. Đám người Diệp Phàm hai mặt nhìn nhau, tuy rằng xác định là hư ảnh nhưng đều nhất trí cho rằng viên xá lợi này khó lường. Trước đại lôi âm tự hào quang tràn đầy, tràn ngập sinh khí, cái đầu đại khổng tước minh vương phát sáng, từng trận đạo âm cùng với xương cốt sinh trưởng, máu thịt cũng đang rung động, nàng đang trọng tổ chân thân. Nếu là người khác, đừng nói là đại thánh, cho dù là chuẩn đế bị binh khí đế quét trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng sống sót, mà nàng mượn dùng xá lợi lại không bị tổn hại. Đúng lúc này nguyên khí nàng không tổn thương, căn nguyên không suy giảm, trực tiếp sống lại, đồng thời huyết khí sung túc, pháp thân cường đại đặc biệt, có một loại đại thế vô địch đứng sừng sững trên đỉnh cao. Mọi người như mộng mới tỉnh, những người vừa rồi quỳ xuống lạy cũng đều đứng lên. Vang lên một tiếng xé gió suy yếu, trong viên xá lợi kia lại bay ra một cái nguyên thần ảm đạm, là lão Tăng Ma Kha, ngay cả lão không ngờ cũng còn sống. Mọi người nhớ lại, thời khắc cuối cùng lão dùng xá lợi này bảo hộ ở trước mi tâm, chuyển dời thần hồn, dựa vào đó tránh được một kiếp. Phật Đà tọa hóa, xá lợi đại biểu cho hy vọng của sinh linh, có lực lượng tọa hóa, vì vậy bọn họ đều tránh khỏi sát kiếp của binh khí đế. Lão mù trong 13 đại cường đạo thở dài nói, còn tấn công nữa không? Long Mã hỏi, vừa rồi tuy rằng nó nói mạnh miệng, đó cũng là tình trạng bị bức hóa liều mà thôi. Dù sao đều đã như vậy cũng không có cách nào, nhưng trong lòng nó lại sợ hãi từng hồi. Đến giờ nghĩ lại còn có chút nghĩ mà sợ. Vây khốn. Diệp Phàm nói, nhân vật trọng yếu ở đây phân công nhau hành động, bày ra thế bao vây, đều tự cầm binh khí đế trong tay nhắm ngay Tu Di Sơn. 4-5 kiện binh khí của đại đế cổ đều xuất hiện, ở nơi này cuồn cuộn tản ra uy áp kinh thiên động địa. Tuy nhiên Diệp Phàm không cho mọi người công kích, bởi vì hiện tại giữa song phương đều cực kỳ kiên kỵ lẫn nhau. Ta hỏi lại một lần nữa, có thả đệ tử ta trở về hay không? Thanh âm của hắn ghi ầm ầm ị vang động. Vang tận mây xanh, chấn cho rất nhiều thánh giả ở gần đó lắc lư một hồi, không kìm nổi hoảng sợ. Thánh thể huyết khí màu vàng cuồn cuộn xông lên trời cao, trong mắt hắn hai chùm tia sáng lạnh như băng giống như đao phong, khiến mọi người khiếp sợ. Hắn là có nhân quả với Phật giới ta, không thể lưu lạc ở ngoài. Đại khổng tước minh vương ý chí kiên định, căn bản là không có một tia dao động. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng Ma Kha nguyên thần vẫn còn tổn thương, không tu dưỡng cả trăm năm khó mà khôi phục lại như cũ. Lão cũng biếu lộ thái độ, đó cũng không phải là đạo của A-di-đà Phật. Không phải các ngươi năm đó đánh đuổi đại ma kia xuống núi sao? Ngày nay vì sao lại đưa loại người này lên làm thừa kế? Cơ Tử Nguyệt lên tiếng chất vấn. Đóa hoa này ở quá khứ nở rộ, ở hiện tại nở rộ, ở tương lai cũng sẽ nở rộ. Đây là một loại nhân quả của Phật môn, không quan hệ với các ngươi. Ma Kha nói. Đại cường đạo đều là người tính tình trung thực, có người quát lớn, ta chỉ biết hắn là đệ tử của Diệp Phàm, ngày nay lại bị các ngươi cường ép trấn áp ở Tu Di Sơn, độ hóa thành nô bộc, đây là đạo lý gì chứ? Lui một vạn bước mà nói, các ngươi đã lấy được những kế thừa kia, vì sao còn không thả hắn xuống núi? Loại pháp này không cho phép hắn mang xuống núi. Cả đời đều chỉ có thể ở lại trong cổ tháp trước cửa. Lão Tăng nói không thoái nhượng chút nào. Thật sự không thả. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh giá, thần sắc ác nghiệt. Quy y Phật môn, làm tan đi căn nguyên hèn kém của hắn, tẩy sạch ô trọc cuối hồng trần, từ đó hắn siêu nhiên trên đời, đây là một hồi công đức lớn. Mời thí chủ trở về đi, chớ làm chuyện nghịch thiên. Ngã Phật từ bi chi độ kẻ hữu duyên. Ma Kha trải qua một kiếp vừa rồi, ngược lại thần sắc lạnh nhạt xuống, những lời này quả thực rất kích động phẫn nộ của mọi người. Sát. Diệp Phàm chỉ nói một chữ như vậy. Phật giảng từ bi, hắn giảng sát phạt. Ngay trước Tu Di Sơn liền quyết đoán lựa chọn ra tay. Mặc dù biết Phật môn nội tình thâm hậu, nhưng hắn không sợ, không đánh cho trời sụp đất nứt. Điều kiện gì cũng không thể đàm phán được. Diệp Phàm vung sát kiếm bổ tới hướng Tu Di Sơn, vận dụng lực lượng cực đạo trấn áp. Đồng thời trong lúc đó, hư không đế kính phát sáng, mặt kính sáng loáng chiếu xạ ra hào quang cái thế, quét ngang Tu Di,
chấn tan sương mù, tín ngưỡng lực sôi trào. Bên kia, thần tầm công chúa, lão bất tử cũng phân biệt thúc động tiên y chín màu cùng với thông thiên ma quân triển khai công kích sắc bén, tiến công quy mô lên Tu Di Sơn. Nhưng trên Tu Di Sơn cũng không đơn giản, pháp trận của đại đế cổ sống lại, chấn động muôn đời, cả tòa núi phát ra văn lộ rậm rạp, hừng hực đẹp mắt, hoàn toàn phong bế ngọn núi. Cộng thêm tín ngưỡng lực ngưng tụ thành hình, hóa thành một cổ Phật cực lớn đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Hai thứ chồng lên nhau làm cho lực phòng ngự càng kinh người, giống như thật sự có một đại đế cổ sống lại thủ hộ ở nơi đây. Là hạt giống niệm lực của A Di Đà Phật ư? Thần tầm đạo nhân mở đôi mắt lờ đờ, trong nháy mắt bắn ra tia sáng sắc bén. Ném hồ lô rượu, nhìn chằm chằm lên núi không nháy mắt. Đại Phật này xuất hiện thật quỷ dị, cường đại tuyệt thế như là một đế ảnh cũng đại trận cô động lại cùng nhau, khủng bố ngập trời. Cơ Tử Nguyệt than nhẹ, bọn họ từng nhìn thấy qua uy lực của trận đồ linh bảo Thiên Tôn kết hợp với bốn thanh sát kiếm, ngày nay nơi đây lại có hiệu quả giống nhau. Hàng ma sử chìm nổi, gia nhập đi vào, cũng cô động lại cùng nhau, khủng bố tuyệt luân. Mà đúng lúc này, toàn bộ đại lôi âm tự phát sáng, viên xá lợi kia chiếu xuống lớp lớp hào quang như mưa rơi, lại cũng có xu thể dung nhập trong cổ trận. Trong thời gian ngắn khó có thể đánh hạ Tu Di Sơn, địa phương này phòng thủ quá kiên cố, có Phật Đà Lạt ấn lưu chuyển. Sau đó không lâu, mọi người đình chỉ công kích. Vận dụng đế binh tiêu hao rất lớn, không thể vận hành không hạn chế, bọn họ quyết định vây khốn Tu Di Sơn, phong tỏa nơi này, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Đại Khổng Tước Minh Vương và Ma Kha công không được, nhưng phòng thủ thì có thừa, nên không thèm công kích. Dù sao đã có bài học trước đó. Để ta đến. Thần kỵ sĩ tiến lên, trực tiếp leo lên tới trước Tu Di Sơn. Toàn thân hắn trong phút chốc tỏa hào quang vạn trượng, bùng phát ra khí tức khủng bố. Thần kỵ sĩ đứng trên không trung, từng đạo lôi điện thô to như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống, tiếp theo là một mảng lôi điện như đại dương mênh mông đánh xuống, đây là đại thánh kiếp chấn kiếp thế gian. Mọi người đều ngẩn người, ai vậy? Vạn chúng đều chú mục, tất cả đều ngắm nhìn trên người hắn. Rất nhiều người đều không biết, trước kia chưa từng thấy qua người này. Không ngờ lại cường đại như vậy, đây là hắn phải độ đại thánh kiếp trong truyền thuyết. Mọi người đều kinh sợ, người này cường đại đến mức nào, mới có biển lôi kiếp đáng sợ như thế, vòng trời đều như rơi xuống thấp. Chỉ trong nháy mắt này, lôi hải mờ mịt, hỗn độn khí mãnh liệt, xé rách thiên địa, hào quang hừng hực khôn cùng buông xuống. Đây là một khí tức khiến mọi người rùng mình phát lạnh, mặc dù cách xa rất xa, cũng có thể cảm giác được loại thiên uy này. Chọn đúng lúc này độ kiếp, lôi điện vạn trượng đánh xuống Tu Di Sơn, mọi người ai cũng chấn động, người này có thể nói thật to gan lớn mật. Khiến mọi người kinh sợ nhất là loại lực lượng thiên kiếp này quá mức mênh mông, vô cùng vô tận, mới đầu chỉ là tia chớp thô to cỡ ngọn núi, tới rồi hiện tại như là càn khôn cuồn cuộn, đập xuống như mưa. Đây là thế giới đại thiên lôi, không chỗ nào là không lôi đình, nơi nơi đều là thiên phạt, thành núi thành biển mênh mông khó lường. Đại thánh kiếp hiếm thấy, trên đời này người nhìn thấy thật sự không nhiều lắm. Bình thường người độ kiếp sẽ lựa chọn chỗ vắng lặng không người, để dùng hết khả năng có được chống lại thiên kiếp, vả lại còn phải canh phòng nghiêm ngặt bị quấy nhiễu. Thiên kiếp to lớn như vậy, thần kỵ sĩ lại còn có thể trấn định, nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng không được. Chỉ có Diệp Phàm biết rõ quá khứ bất phàm của thần kỵ sĩ, thật sự là bị áp chế quá độc ác, nếu không phải tu đạo ở địa cầu, đổi lại bất cứ chỗ nào khác, thành tựu của hắn đã sớm chấn động thế gian rồi. Thiên kiếp cường đại như vậy nếu như vượt qua, trên đời sẽ nhiều thêm một đại thánh thập phần đáng sợ. Giờ này khắc này, chư thánh vực ngoại đều biến sắc, mà vạn tộc thái cổ cũng đều lộ vẻ sợ hãi. Đại kiếp nạn của thần kỵ sĩ quá mức phi phàm, lại có loại dị tượng chính mặt trời vắt ngang không trung phối hợp. Tới cuối cùng, hiện ra mặt trời thứ 10 chiếu sáng toàn thân hắn rực rỡ, giống như hoàng kim luyện chế thành, sợi tóc màu vàng bay múa, hắn như là sắp bay lên trời mà đi. Hắn cầm long thương trong tay, chỉ xéo lên trời chống lại đại kiếp nạn thiên địa. Dùng thân thể đối kháng với thiên uy, không một chút ý sợ hãi. Ầm ầm ầm. Như là đang khai thiên lập địa, lôi hải cuồn cuộn, mờ mịt bát ngát, hỗn độn khí mãnh liệt, thần kỵ sĩ chí cường chí thánh ở trung tâm, bể nghệ thiên phạt. Con ngươi sắc bén khiếp người. 10 vầng mặt trời vắt ngang không trung, song song hiện lên, khiến mọi người chói mắt không mở hai mắt ra được. Đây là một loại khí thế hùng tráng. Phàm là độ kiếp xuất hiện cảnh tượng dị thường ai cũng vô cùng cường đại, danh chấn cổ kim. Người này thật đáng sợ. Không ngờ lại có thể áp chế cảnh giới, tự
tự chủ lựa chọn thời gian và địa điểm, khống chế tiết tấu thiên kiếp, lúc này mới chịu phóng ra để độ kiếp. Lôi hải vô cùng vô tận giáng xuống Tu Di Sơn. Ai nấy đều biết, thần kỵ sĩ là muốn dùng thiên kiếp công xuống Phật môn, nếu như dẫn phát binh khí đế của Phật giáo cùng nhau độ kiếp, đó chính là tới một hồi tai nạn khủng khiếp. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Thần Tàm công chúa, Lão Bất Tử sớm được đã đến thần kỵ sĩ ngầm truyền âm, nên đều hiệp binh khí đế lui ra phía sau, vạn lần không dám dính vào. Lôi hải đầy trời đánh xuống, chấn cho Tu Di Sơn nổ vang, nhưng Thủy Chung vẫn đứng sừng sững không ngã, không chút sức mẻ. Mọi người thấy thế rung động không hiểu. Tuy biết rằng đất lành Phật môn sẽ không dễ công phá, nhưng chính mắt thấy thiên phạt như vậy đều không làm gì được vẫn rất sợ hãi. Đây chính là đại thánh kiếp, điện mang lôi hải vô cùng vô lượng như vậy, lại không phá hủy một ngọn cây cọng cỏ trên được Tu Di Sơn, thật sự thấy mà rợn cả người. Tu Di Sơn có gì đó cùng loại với khi thiên trận văn, bằng không không được như thế. Lúc này, tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn đột nhiên nghịch thiên mà lên, thổi quét vòm trời thập phương, rồi lại lập tức thiêu đốt lôi hải thiếu chút nữa đốt sạch sẽ. Mọi người đều trố mắt nhìn trân trối, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Tu Di Sơn quá cường đại, lao ra chính là loại phù văn nào mà lại có thể cắn nuốt thiên kiếp. Tín ngưỡng lực như đại dương mênh mông quét ngang thiên phạt, đi ngược chiều mà lên. Rồi thiên kiếp càng khủng bố hơn buông xuống, bổ về phía thần kỵ sĩ, đánh xuống hướng Tu Di Sơn, không có cuối, như một mảnh lại một mảnh tinh hà càng ngày càng cường đại hơn. Trận đại kiếp nạn này kéo dài suốt 2 canh giờ, thần kỵ sĩ thuận lợi thăng cấp, trở thành đại thánh, hơn nữa lập tức thành tựu đại thánh tầng thiên thứ 2, trực tiếp vượt qua bậc cản đạo tầng thiên thứ nhất này. Đáng tiếc, mặc cho thiên kiếp vô tận, cũng không tổn hại mảy may tới Tu Di Sơn, trên đỉnh núi lớn nối thông lên vòng trời kia như là cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người thở dài một tiếng, thần kỵ sĩ thiên tư ngút trời, nhưng cũng không có khả năng thật sự dựa vào độ kiếp để hủy diệt Tu Di Sơn. Dù là Diệp Phàm dựa vào để kiếp tia chấp hình người của hắn cũng không khẳng định phá được. Tu Di Sơn tường đồng vách sắt, trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Thần kỵ sĩ chữa trị thương thể, bổ sung thần năng, cuối cùng huyết khí ngập trời, khí tức cường thịnh tới cực hạn của mình. Sau khi hết thảy đều hoàn thành, hắn cũng không có rút đi, mà thỉnh đám người Diệp Phàm dùng binh khí đế thêm vào, đồng thời tiến hành thủ hộ, tương trợ hắn. Thần kỵ sĩ bảo tướng trang nghiêm, ngồi xếp bằng trong hư không, đối mặt với Tu Di Sơn, trong miệng ngâm tụng chú ngữ. Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn dựa vào lực bản thân lay chuyển Phật môn sao? Rất nhiều người không cho là đúng. Tuy rằng chư thánh vực ngoại đều thừa nhận hắn thật cường đại, nhưng nếu muốn phá hủy Tu Di Sơn, lại không khác gì kiến càn lay cổ thụ. Nhưng mà, đã xảy ra chuyện khiến mọi người cảm giác khó hiểu và khó tin. Trên Tu Di Sơn từng đám vật lực hóa thành mưa hào quang tản ra bốn phương tám hướng. Hiện trường lúc này lập tức có người kêu lên kinh dị, mưa hào quang vãi xuống, như gió xuân mát mẻ, cảm nhận được một loại lực lượng tường hòa. Phụng dưỡng tha nhân. Rất nhanh, mọi người hiểu được thần kỵ sĩ đang làm gì. Không ngờ hắn lại có thể nghịch chuyển tín ngưỡng lực, phân giải hóa thành mưa hào quang rơi vãi xuống tứ phương, mang phúc trạch tới cho chúng sinh. Đây là một quá trình nghịch hướng, Tu Di Sơn thì ngưng tụ tín ngưỡng lực, còn hắn lại phản ngược đạo này mà đi, làm tan ra chiếu rọi khắp thập phương. Trên Tu Di Sơn, lão Tăng Ma Kha lúc này liền ngồi không yên, trực tiếp đánh ra một đại thánh quyền, công tới hướng thần kỵ sĩ, ngăn cản loại pháp tắc quỷ dị của hắn. Xoạt! Diệp Phàm chém ra một kiếm, hắn đang đứng bên cạnh thủ hộ thần kỵ sĩ, sao có thể để cho đại thánh Phật môn đắc thủ, liền chém vỡ quan quyền thật lớn kia. Đây là phá hư cơ sở Tu Di Sơn, từ trên căn bản làm tan rã nơi đây. Mọi người thấy ra ảo diệu, tất cả đều khiếp sợ. Đây là người phương nào, từ đâu có loại thủ đoạn này? Rất nhiều người kinh ngạc, cảm giác khó tin, thủ đoạn này tuyệt đối thuộc loại cấm kỵ Phật môn, ngoại nhân khó có thể dò biết. Nam nhân tóc vàng này thật không tầm thường. Diệp Phàm tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, thần kỵ sĩ đến từ đâu? Phạm Đế Cương, Vatican, cũng là một thần thổ ngưng tụ tín ngưỡng lực, đối với loại huyền bí này tuyệt không xa lạ. Thần kỵ sĩ tu luyện không dựa vào tín ngưỡng lực, nhưng sinh sống ngay trong môi trường đó, sao có thể không biết loại bí mật cấm kỵ này? Lúc này tự nhiên có ý thủ đoạn nghịch phản. Thần Tàm công chúa, Lão Bất Tử, Cơ Tử Nguyệt tất cả đều đứng bên cạnh, hộ pháp cho hắn, mà còn dùng đế binh thêm vào, tràn ra hào quang thần bí mà cường đại vây quanh hắn. Binh khí đế không những có thể công phạt, cũng có thể phát ra lực dịu dàng.
vận dụng được cũng có thể rót ơn lành cho người khác. Nhắc tới sự cường đại của đại đế cổ, thế nhân thường nghĩ đến chiến lực kinh thế của họ, tỉ như hủy diệt tinh hà, xé mở vòm trời, đều cho rằng bọn họ hơi động một chút sẽ làm cho từng mảng lớn tinh tú rơi xuống. Rõ ràng là nhìn vấn đề quá mức cực đoan, nếu như thế, đại đế cổ làm thế nào ở chung với người nhà, bằng hữu? Pháp lực của họ tự nhiên cũng có thể thể hiện tẩm bổ cho vạn vật. Một ít người từng cho rằng đại đế cổ quá mạnh mẽ, rất khó cưới vợ sinh con, điều này tự nhiên là nhìn vấn đề quá mức phiến diện. Bọn họ có thể giúp cho cây khô tái sinh, có thể làm cho hoa rơi sống lại, có thể khiến lão già sắp gục xuống khôi phục tuổi thanh xuân. Lực lượng của họ không chỉ thể hiện ở mặt chí cương và sát phạt, mà còn mềm nhẹ tường hòa, có thể tưới nhuần vạn vật không một tiếng động. Thần Tàm công chúa, Cơ Tử Nguyệt đều dùng binh khí đế thêm vào, lưu động ra màn sương ánh sáng thêm vào trên người thần kỵ sĩ, trợ giúp hắn vận chuyển pháp lực, làm tan rã niệm lực của Tu Di Sơn. Diệp Phàm lui ra phía sau, thanh sát kiếm của hắn đúng là rất khó khống chế, so với các đế binh khác quá mức đặc thù, sát khí quá nặng, không cẩn thận một cái, không tẩm bổ gì cho thần kỵ sĩ, mà ngược lại có thể chém hắn thành bụi bặm. Ầm ầm ầm. Được binh khí đế tương trợ, pháp tắc của thần kỵ sĩ cuồn cuộn như đại dương mênh mông, rất nhanh nhằm về phía Tu Di Sơn, chỉ vừa tiếp xúc với niệm lực trong nháy mắt mà thôi, liền bốc hơi lên vô cùng tận mưa ánh sáng, rơi vãi khắp bốn phương tám hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại một ngày này, các nơi Tây Mạc, nam nữ già trẻ trong phàm nhân, tất cả đều kinh ngạc khó hiểu, mưa ánh sáng rơi trên người, bách bệnh giảm bớt, tinh thần nờ dê đủ. Niệm lực này là bọn họ thành kính lễ Phật cống hiến ra. Ngày nay do e phụng dưỡng tha nhân, tự nhiên trong nháy mắt có một loại cảm nhận khác biệt. Trước Tu Di Sơn, phần đông tu sĩ đều khiếp sợ, bọn họ không ít người cũng được mưa hào quang tưới dội, cả cơ thể thư thái tới cực hạn. Xu thế đang e lấy khí của Tu Di Sơn, biến đổi lại thành e cho. Chỉ có đích thân tới hiện trường mới có thể hiểu được loại nghịch chuyển này có ý nghĩa gì, đáng sợ tới mức nào. Mọi người đều thán phục thủ đoạn của thần kỵ sĩ, có thể động tới niệm lực của Tu Di Sơn. A-di-đà Phật. Lão Tăng Ma Kha tụng Phật hiệu, Đại Khổng Tước Minh Vương lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm về bên này. Mưa ánh sáng vô cùng tận bay lên, ở một ngày này các nơi Tây Mạc đều như thế, rất nhiều phàm nhân bách bệnh đều tiêu tan, thân thể cường tráng hơn nhiều, đây là một loại ơn lành ban cho chúng sinh. Vần hào quang trên Tu Di Sơn lập tức liền bị tước giảm xuống một tầng, làm cho rất nhiều kim thân La Hán, chúng Bồ Tát, cổ Phật đều khiếp sợ, lộ ra vẻ âu lo. Đám người Lệ Thiên, Đông Phương Giả tự nhiên mừng rỡ. Đây thật sự là một loại thủ đoạn nghịch thiên, không nghĩ tới thần kỵ sĩ nhưng lại cao thâm như vậy, dẫn phát chú ý của mọi người. Nhưng mà, thật sự có điều đáng tiếc, loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian, sau đó thần kỵ sĩ cũng không thể phân giải tiếp. Niệm lực tinh thuần của Tu Di Sơn tích lũy ở nơi đó còn trầm trọng hơn so với nhật nguyệt tinh tú. Làm sao vậy, không được sao? Diệp Phàm hỏi. Thần kỵ sĩ thở dài, nói, A-di-đà Phật là một người chân chính đại từ đại bi, loại thủ đoạn này đối với hắn vô dụng. Mọi người khó hiểu, nghe hắn giải thích kỳ càng tỉ mỉ. Tu Di Sơn rộng lớn, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh. Phàm nhân quỳ bái, tự nhiên cũng có thờ phụng các Bồ Tát, cổ Phật khác. Có một số thánh giả Phật môn chỉ biết đòi lấy, mà không biết cho, thì thực dễ dàng làm tan rã loại niệm lực này, để phụng dưỡng chúng sinh. Nhưng mà, pháp tắc và hạt giống niệm lực từ xưa đến nay A-di-đà Phật lưu lại đều đang tự vận chuyển, có cho có lấy, chúng sinh thờ phụng hắn, đưa tới niệm lực, mà hắn cũng sẽ tẩm bổ chúng sinh, đây là một sự cân bằng. Ngày nay, thần kỵ sĩ có thể phá niệm lực của những người khác, nhưng khó mà động tới mảy may niệm lực thờ phụng A-di-đà Phật tụ tập tới nơi đây. Đây là pháp luật cùng khí thế hùng tráng của Đại Đế. Diệp Phàm thở dài, điều này hiển nhiên khó giải thích, có lấy đi có cho lại. Loại niệm lực này tụ tập tới đường đường chính chính, thần kỵ sĩ dù có biết huyền bí của tín ngưỡng lực, cũng không thể động tới mảy may loại niệm lực đại từ đại bi này. Làm sao bây giờ? Tới giờ khắc này, mọi người đều không có cách nào, công phá không vào được, cũng không thể tiếp tục làm tan rã tín ngưỡng lực, Tu Di Sơn phòng thủ quá kiên cố. Xem ra chỉ còn lại một biện pháp. Diệp Phàm nói, ánh mắt kiên định thì nhìn ra khắp mặt đất Tây Mạc xa xa. Làm sao bây giờ? Đông Phương Giả hỏi, tóc rối bù, cơ thể màu đồng cổ cường kiện như một con dao long, xách theo cây gậy lớn khoa tay múa chân nhìn Tu Di Sơn. Âm dương cộng tể. Diệp Phàm đáp lại. Tây Mạc bao la hùng vĩ, mờ mịt khôn cùng.
Từ cái tên của nó có thể nhìn ra là một địa phương như thế nào, nhìn chung đó là sa mạc màu vàng, mà từng khối ốc đảo thì như minh châu tô điếm trong đó. Diệp Phàm bay lên trời, Nguyên Thiên Mục bắn ra tia sáng sắc bén thu hết trong mắt núi rừng sông suối dưới lòng đất. Cái gọi là ốc đảo rất lớn, có tới mấy ngàn dặm, mà phạm vi lớn tới mấy vạn dặm trở lên cũng chẳng có gì lạ, không thể so sánh với tinh không một bến bờ khác để đánh giá. Trên thực tế, nếu cộng tất cả ốc đảo thêm cùng một chỗ, diện tích chính là tới một con số không tưởng, lớn đến kinh người, xưng được là một vùng Phật thổ vô lượng. Diệp Phàm chân đạp trên hư không, lạc ấn xuống rất nhiều phù văn, đó là bí quyết chữ y hành ê vận chuyển, nở rộ ra từng đạo tia chớp, hắn quay chung quanh Tu Di Sơn đo đạc tính toán. Cuối cùng hắn về lại chỗ cũ, rất nhiều người đều nhìn hắn, không hiểu rõ vì sao. Chư thánh vực ngoại đều rất kinh ngạc, hôm nay Diệp Phàm rất cường thể, dẫn người vây công Tu Di Sơn, vận dụng nhiều binh khí đế quả thực rúng động lòng người. Nhưng đến từng bước này cũng không có công phá được, hắn còn có thủ đoạn gì có thể cậy vào hay sao? Hắn muốn làm cái gì? Còn có gì lợi hại hơn so với binh khí của đại đế cổ sao? Rất nhiều người đều lắc đầu, không tin hắn có thể nghịch thiên. Chuyện đã đến nước này, mọi người nhất trí cho rằng rất khó thay đổi kết cục. Diệp Đồng ánh mắt tỏa sáng, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đi bộ đo đạc Tu Di Sơn, liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Kế tiếp, Diệp Phàm yên lặng thôi diễn, ở trên hư không không ngừng vẽ khắc, như là đang tính toán điều gì. Vô tận phù văn hiện lên, như là từng cọng lông đuôi phượng hoàng, rực rỡ lóa mắt, mà lại chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Nguyên thuật. Diệp Phàm đang vận dụng nguyên thuật, đang tiến hành suy tính phức tạp, định phong bế vây khốn dày đặc chung quanh Tu Di Sơn. Binh khí đế đều không được, nguyên thuật có thể làm được sao? Tề La ôm đầy nghi vấn trong lòng hỏi. Lão sát thủ đối với Tu Di Sơn thật sự không làm sao được, hiện tại có cảm giác thực sự không có cách nào. Thử xem sẽ biết. Mà đây chỉ là bước đầu tiên. Diệp Phàm đáp. Khắp nơi, mọi người dần dần sáng tỏ hắn muốn làm cái gì. Thừa nhận hắn cường đại, kiến thức được hắn đáng sợ, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể phong ấn được Tu Di Sơn. Mặc dù là người của mình bên này, thần Tàm công chúa, lão bất tử cũng đều hoài nghi, chuyện này hơn phân nửa không dẫn tới tác dụng gì, nhưng Diệp Phàm lại không chút động tâm, còn thật sự cân nhắc. Để cho ta tới thử xem sao. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tây Mạc xa xa, chăm chú nhìn Tu Di Sơn, chuẩn bị bắt đầu thi pháp. A! Diệp Phàm thét dài một tiếng, trong thiên linh cái huyết khí màu vàng cuồn cuộn, xông thẳng lên trời cao. Hắn bắt đầu hành động, hai tay múa động, dẫn động long khí trong lòng đất dưới Tu Di Sơn. Đây là một long mạch lớn, hơn nữa là tổ long độc nhất vô nhị, ngoại trừ cổ mạch Côn Lôn ít có nơi nào có thể bằng được. Giờ khắc này, thần tủy, long khí, nguyên khí trong lòng đất toàn bộ sôi trào lên, bị hắn thu hút, cùng cộng minh. Diệp Phàm lật tay vạch một cái, chính là một mảng văn lạc, toàn bộ đánh xuống mặt đất, khắc họa pháp tắc. Đây là một công trình rộng lớn, Diệp Phàm dốc hết tâm huyết, hao hết tâm lực, ước chừng ở tại đây khắc trận 8 ngày 8 đêm, mái tóc đều nhuộm thành một lớp sương trắng. Đối với hắn mà nói, 8 ngày 8 đêm này so với 80 năm, thậm chí 100 năm, toàn bộ tâm thần đầu nhập vào, quên hết thảy vứt bỏ hết thảy ở bên ngoài trận pháp. Cuối cùng, hắn thở phào một cái, chung quanh Tu Di Sơn rậm rạp đầy phù văn, khắp vùng núi đều trở thành địa phương cấm kỵ. Cơ Tử Nguyệt tiến lên, đưa qua một lọ thần dịch mệnh tuyền của Thiên Tôn Cổ, hắn tiếp lấy uống một ngụm, lại tu dưỡng một lát mới hết mỏi mệt, khôi phục lại. Ngay cả thánh thể huyết khí tràn đầy đều như vậy, có thể nghĩ mà biết đây là một loại tiêu hao kinh người cỡ nào. Bình thường mà nói, nếu muốn bày ra tòa pháp trận này cần lấy năm là đơn vị. Xong chưa? Tề La hỏi, lão sát thủ mặt đầy vẻ âu lo. Mấy ngày nay, chư thánh vực ngoại cũng không có bỏ đi một người nào, mà ngược lại càng tới thêm nhiều người. Đã xảy ra loại biến cố động trời này, ai không muốn chính mắt nhìn thấy kết quả. Mọi người đều không tin Diệp Phàm có thủ đoạn nghịch thiên, tuy rằng sẽ không nói ra lời, nhưng trong lòng lại cười lạnh, muốn dùng pháp trận phá Tu Di Sơn, ý nghĩ này thật kỳ lạ. Lúc này mới vừa bắt đầu. Diệp Phàm đáp. Hắn bay lên trời, nhìn lên nhật nguyệt tinh tú, khắc ra phù văn càng phức tạp hơn, từng cái rơi trong hư không, thậm chí lại có rất nhiều phù văn khắc trực tiếp vào tinh không. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm bất chấp cái giá phải trả, lấy ra rất nhiều thần liệu. Nhiều năm qua tranh phong ở trên tinh không cổ lộ, hắn tích góp từng tí một tài liệu số lượng như biển. Có thi thể hài cốt của thánh nhân, có đại la ngân tinh, có đủ loại pháp khí, có tinh hà thần sa,
tất cả đều là trân phẩm, vốn hắn định lưu lại cho Thiên Chi Thôn nhưng hôm nay không quản được nhiều như vậy. Những thứ này đều trở thành tài liệu bày trận, hắn định bày ra một tòa đại trận tuyệt thế, phong tỏa luyện hóa Phật môn. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đó là hài cốt đằng xa. Còn có mảnh nhỏ thánh linh thạch nhân, cũng có đạo cốt đại thánh, còn có hoàng huyết xích kim. Các thứ Diệp Phàm sử dụng đều chấn động lòng người, làm cho rất nhiều người ngây dại, cái này cũng quá xa xỉ đi. Một người mà thôi, kho tàng của hắn lại sánh được với một bảo tàng lớn. Không nói những thánh cốt kia, từng kiện thánh khí, chính là những thần liệu tối nguyên thủy kia đã đủ để mọi người đỏ mắt, không ngờ còn có tiên kim ở trong đó, hơn nữa không chỉ một loại. Tuy rằng đều là một khối nhỏ cũng không lớn, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để kinh thế, khiến người ta nhìn thấy miệng lưỡi khô khốc, trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều có điếm ngẩn người. Thần tàng a. Có người thở dài, Diệp Phàm có nhiều thứ như vậy, quả thực chính là một con dê béo, khiến người ta muốn cướp sạch. Nhưng nhìn thấy biểu hiện của hắn những ngày gần đây, tất cả ý niệm trong đầu đều biến mất, nếu dám đi lên khẳng định là đi tìm chết. Trên vòm trời, thánh cốt là cột mốc, đạo binh là cờ, thần kim là vãng lạc, rực rỡ lóa mắt, Diệp Phàm khắc vẽ trận văn, dẫn động tinh lực chư thiên, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới. Trên mặt đất đến tột cùng đã xảy ra biến hóa như thế nào, mọi người không nhìn thấy, bởi vì đều ở trong tổ long mạch, còn trên bầu trời thì nhìn rõ mồ một không sót gì, tinh tú mờ mịt như biến khói trút xuống dưới. Dẫn động chư thiên, đây là loại thủ đoạn đoạt tạo hóa càn khôn. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Mặc kệ kết quả như thế nào, sau một trận chiến hôm nay, chú định Diệp Phàm sẽ danh chấn lục hợp bát hoang, ai dám tranh phong. Một người có thể điều động đến nhiều binh khí đế như vậy, bất cứ người nào đều phải da đầu rung lên. Mà lúc này hắn lại bày ra loại nguyên thuật trình độ này, khiến người ta càng thêm kiên kỵ, liệt hắn vào hạng sát tinh. Ở trong mắt rất nhiều người, hắn là một đại ma tôn cần phải tránh xa. Nguyên thuật của sư phụ rốt cục đại thành rồi, Trương Ngũ Gia dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất vui mừng. Diệp Đồng nói, năm tháng không buông tha cho bất cứ ai, Trương Ngũ Gia sớm mất đi rất nhiều năm, lão cũng không phải là tu sĩ, chỉ biết được một ít pháp môn tu luyện thô thiển. Mà nguyên thuật của lão cũng không tiến thêm bước nào, nên tuổi thọ có hạn. Đây là nguyên thuật chí cường sao, đạt tới cảnh giới nhất định nào đó là có thể thay trời đổi đất, hắn thật sự làm được rồi. Thiên Chi Thôn rất nhiều người nói nhỏ. Diệp Phàm ngày nay vượt qua cảnh giới Nguyên Thiên Sư, nhiều năm ngộ pháp như vậy đã có thể sánh vai với mấy vị tổ sư, mà còn có giải thích độc đáo của chính mình, có thể dùng pháp trận phong ấn thiên địa. Giống cấm tiên lục phong loại này thôi diễn ra văn lạc nguyên thuật cấm kỵ, cũng chỉ là một bộ phận của đại trận tuyệt thế này tạo thành. Pháp trận này là ký thác tinh hoa nguyên đạo của hắn nhiều năm qua. Trong tòa pháp trận có hàm chứa pháp tắc và trận văn thần đồ tinh vực siêu cấp hắn nhìn thấy ở thành thứ 50 nhân tộc, cũng có ngưng kết tâm huyết của mấy thế hệ nguyên thiên sư nhất mạch, đây là kết tinh của các loại nguyên thuật nấu chảy hòa tan chung một lò. Ở quá khứ, thay trời đổi đất đối với Diệp Phàm chỉ là một cách nói, hắn thường dùng để thay đổi dung mạo, ngày nay lại thật sự làm được. Vả lại trong tòa đại trận này chỉ là tiểu thuật, là thể hiện một phần thần thông. Khi nguyên trận to lớn này hoàn thành, Diệp Phàm cũng sức cùng lực kiệt, thân thể và nguyên thần đều ảm đạm vài phần, xem ra phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới khôi phục lại. Như vậy có thể phong tỏa được Tu Di Sơn ư? Chư thánh đều hoài nghi, không ít người cười lạnh trong lòng. Chấp niệm của thí chủ quá sâu, lạc đường cần phải biết quay lại, tốt hơn là từ đó rời đi đi. Trên Tu Di Sơn, lão tăng Ma Kha mặt đầy vẻ từ bi, miệng tụng A Di Đà Phật. Chúng kim thân La Hán, hộ pháp Thiên Vương, Bồ Tát, cổ Phật tất cả đều không sợ, mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm, nhưng trong lòng tất cả đều không quan tâm, một cái pháp trận mà thôi, còn có thể so sánh với Tu Di Sơn hay sao? Khai trận. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, kích hoạt pháp trận nguyên thuật, lập tức phù văn lấp lánh đầy trời, dẫn động dưới mặt đất, trong phút chốc làm cho thiên địa nơi này biến đổi, càng không thất sắc. Trong vũ trụ vô tận tinh huy toàn bộ rơi xuống, trong lòng đất long khí, nguyên khí đều sôi trào, âm dương giao thái, phong ấn lại nơi này, như muốn luyện hóa Tu Di Sơn. Cường đại như Tu Di Sơn đều lay động một trận, đó là hào quang của tinh tú trên bầu trời áp bách xuống dưới, rúng động lòng người. Nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là một trận rung chuyển mà thôi, nó rất nhanh bình ổn lại, lại khôi phục trạng thái lúc ban đầu, vững như bàn thạch. Mọi người đều lắc đầu, chư thánh vực ngoại và cổ tộc cười lạnh, cảm thấy Diệp Phàm quá tự phụ, chẳng lẽ thật muốn phân cao thấp cùng đại đế cổ hay sao, mặc dù người kia đã chết. Thí chủ tội gì làm khó mình như vậy, lòng trần quá nặng, luyến tiếc không buông bỏ được,
cuối cùng chỉ làm tổn thương đến chính mình, tự mình chuốc lấy phiền não. Ma Kha chấp hai tay hợp thành chữ thập nói: tên giặc trọc ngươi cứ nói dài, tương lai bổn tọa nướng ngươi. Long Mã giận dữ, phi thường khó chịu. Người Thiên Chi thôn thì không biết làm sao, cảm thấy đáng tiếc sâu sắc. Tòa đại trận này đích xác rất phi phàm, nghịch đoạt tạo hóa càng khôn, nhưng nếu muốn trấn phong Tu Di Sơn vẫn là không được. Mượn binh khí đế dùng một chút. Diệp Phàm lên tiếng với mấy người thần tàm công chúa, lão bất tử, cơ tử nguyệt, đồng thời dẫn đầu lấy ra cái đỉnh đồng xanh và sát kiếm bố trí vào thần trận nguyên thiên cấm kỵ. Giờ khắc này, mọi người đều kinh sợ, mở to hai mắt quan sát trận thế của Diệp Phàm, phát hiện hắn lưu lại mấy chỗ đặc biệt dùng để lấp vào trận kỳ. Cái đỉnh đồng xanh, sát kiếm lúc này liền bổ khuyết hai chỗ, sau đó hư không kính lại lắp vào một vị trí, thông thiên quân và chiến y chín màu của thần tàm lĩnh cũng lắp vào, đại trận liền lay động như đại đế cổ sống lại. Chỉ trong nháy mắt này, liền lay chuyển Tu Di Sơn. Nguyên thiên trận chủ ý là cái gì? Là mượn đại thế thiên địa, long khí địa mạch, tinh hà nhật nguyệt đến sinh ra uy thế, dẫn động chính là căn nguyên thiên địa. Trước mắt, Diệp Phàm bố trí pháp trận, trực tiếp dẫn động chính là căn nguyên binh khí đế, làm sao có thể không kinh thiên động địa? Về phần binh khí đế cần tinh khí thì trực tiếp dẫn tiên huy tinh hà trong vũ trụ. Sương mù mờ mịt bao phủ, cả tòa Tu Di Sơn lập tức mờ nhạt đi, sát khí vô tận. Địa phương này bị hỗn độn khí bao phủ, chân chính bị phong ấn. Không nói có bị luyện hóa hay không, nhưng lúc này tuyệt đối bị ngăn cách dưới thanh thế kinh thiên động địa. Mọi người đều phát lạnh tận xương tủy, tất cả đều biến sắc, vừa rồi trong lòng còn có chút khinh thường, không nghĩ tới chỉ chốc lát hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ thật sự có thể đánh hạ Tu Di Sơn? Giả nhân thực hưng phấn, gãi gãi mái tóc rối bù, giống cây gậy lớn nhìn Đại Lôi Âm Tự cười lạnh nói, lộ ra một miệng răng nanh trắng toát. Âm Dương Cộng Tể, đây chỉ mới là bước đầu tiên, đại biểu cường thế và sát phạt, cũng cần lực lượng dịu dàng để hóa giải, kế tiếp cần chư vị vất vả một phen. Diệp Phàm nói, đại trận phong thiên, Tu Di Sơn hùng vĩ, Đại Lôi Âm Tự nguy nga, tất cả đều biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn lại có sương mù hỗn độn tràn ngập. Loại thủ đoạn này khiến mỗi người đều lưng phát lạnh, thật sự có thể đối kháng với Phật môn, thánh thể nhân tộc đây là nghịch thiên sao? Hiển nhiên, người trên núi cũng đều không giữ được bình tĩnh, thúc giục tín ngưỡng lực muốn chủ động công phá đại trận. Nhưng mà, kết quả không làm được gì, binh khí đế sát khí vô lượng, trực tiếp luyện hóa tất cả niệm lực cuồn cuộn tiến ra. Ta còn chưa động, các ngươi ngược lại ra tay trước. Diệp Phàm cười lạnh, rồi kích hoạt từng cái phù văn pháp tắc, binh khí đế phát uy, bắt đầu luyện hóa Tu Di Sơn. Ngọn núi to lớn lay chuyển, không còn trầm tĩnh như trước, dường như sắp sụp đổ, phát ra Phật quang vô lượng. Địa phương này tràn ngập khí cơ của đại đế cổ, làm cho đại thánh đều chau mày, làm cho chư hùng đều kinh hãi, trong nháy mắt tránh ra xa, né tránh rất xa sợ bị lây lan đến. Từ xưa đến nay, chưa từng có người nào dám vây khốn Tu Di Sơn, chân chính đánh nhau chết sống với nhau, Phật môn không kém bất cứ ai, ngày nay lại rơi vào thế hạ phong. Núi lắc lư, mặt đất chấn động, cổ miếu rung chuyển, mái ngói tử kim lay động rào rào, như là sắp bay tung lên, Tu Di Sơn không còn yên bình. Hắn không phải thật sự có thể phá vỡ sơn môn chứ? Trên núi hộ pháp Thiên Vương, Kim Thân La Hán, từng người đều chau mày, tất cả đều không thể siêu nhiên bình tĩnh như trước, ai nấy đều lộ ra một loại lo lắng âm thầm. Dao động của binh khí đế hết đợt này tới đợt khác, tổ hợp cùng một chỗ, cấu trúc thành một mảng pháp tắc, giáng xuống Tu Di Sơn, như là thiên giới giáng thần phạt xuống. Bầu trời bị xé rách, tinh tú rung chuyển, giống như tới ngày tận thế. Nguyên thiên cấm kỵ pháp trận, chính là dẫn động căn nguyên vạn vật, ngày nay dùng binh khí đế là căn nguyên, loại uy lực này quả thực không thể tưởng tượng. Dao động to lớn cuốn lên 9 tầng trời, quét khắp 9 tầng đất, sóng thần lực mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt ngập trời. Tu Di Sơn tường hòa biến thành chiến trường, hóa thành vùng đất tai họa, không ngừng lay động, thậm chí có núi đá lăn xuống, dường như bất cứ lúc nào sẽ sụp đổ. Nhưng mà, loại tình huống này kéo dài chừng 2 canh giờ, lại trước sau vẫn như thế, Tu Di Sơn không công phá được, vả lại núi đá lăn xuống giảm đi, không còn kịch liệt như trước. Mọi người thật kinh sợ. Đây rốt cuộc là sơn môn hay là tiên môn, mà không công phá được, nội tình của Tu Di Sơn cũng quá cao thâm đi. A-di-đà Phật Đại Đế rốt cuộc khắc ra loại trận văn gì, chắc chắn không chỉ một loại. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng. Đã đến nước này rồi, mà vẫn không đánh hạ được Tu Di Sơn,
thật không biết làm sao nữa. Với loại tình huống trước mắt này mà nói, trừ phi có một tòa đại đế sát trận, dùng nó công phá, hoặc là xuất hiện một chuẩn đế để chủ trì hết thảy nơi đây. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Thanh âm của Đại Thánh Ma Kha lại vang lên, tuy rằng giọng điệu đầy từ bi, nhưng dưới loại hoàn cảnh này rõ ràng là đậm mùi khiêu khích. Mặc dù dùng mấy kiện binh khí đế là căn nguyên tiến hành công phạt, cũng không được. Tuy nhiên loại trận văn cấm kỵ này chung quy vẫn ngăn cách Tu Di Sơn liên hệ với bên ngoài, phong tỏa nơi này như một nhà giam, Phật môn không đủ sức công phá ra. Sơn môn Phật môn bị phong tỏa, cả tòa Tu Di Sơn biến mất khỏi thế gian, ẩn ở trong sương mù hỗn độn, kết quả này cũng thực kinh người, khiến chư hùng trông thấy đều ngơ ngác sững sờ. Sau một trận chiến này, bất kể kết quả như thế nào, uy danh của Diệp Phàm nhất định sẽ chấn động tán đế tinh, chấn nhiếp cường giả các tộc, ngay cả Tu Di Sơn đều dám phong tỏa còn có cái gì không dám. Tình thế bắt buộc, ngày nay phong tỏa Tu Di Phật môn, kế tiếp cần dùng biện pháp nhu hòa để phai diệt, làm tan rã cơ sở bọn họ. Diệp Phàm nói giọng lạnh như băng. Nếu đã chiến đến nước này mà thu tay lại, thật sự có vẻ đầu voi đuôi chuột. Động tác tiếp theo của hắn chính là định gây độ hóa ý cả vùng Tây Mạc, để cho gốc của thiên đình cắm rễ khắp vùng Tây Mạc, nảy mầm phát triển. Đây là đã sớm thương lượng tốt với đám người Tề La, Phật môn quan tâm nhất là gì? Tự nhiên là tín ngưỡng lực, vậy cứ tiến hành công kiên, làm tan rã từ phương diện này. Tinh vực rộng lớn, A-di-đà Phật Đại Đế từng truyền đạo khắp vạn vực chư thiên, đàn tràng không chỉ một chỗ, nhưng hiển nhiên với A-di-đà cổ tinh vực và Bắc Đẩu là đứng đầu. Nhất là Tây Mạc, là chỗ cơ sở lựa chọn cuối cùng của A-di-đà Phật Đại Đế, ngay cả Đại Lôi Âm Tự đều thành lập ở tại nơi này, đế binh cũng lưu lại đây. Diệp Phàm hành động như vậy, không thể nghi ngờ là động đao ngay trái tim của Phật môn, sẽ làm cho bọn họ cảm thấy nảy sinh ra nguy cơ thật lớn. Nếu muốn thành công, tất nhiên là một quá trình dài dòng 5 tháng, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn chân chính quy làm một thể có vẻ rất gian nan. Chúng ta không chờ được thời gian dài như vậy, mỗi người đều phải hiển hóa thần thông, giá lâm một vùng hiển lộ thần tích, phổ độ chúng sinh. Phổ độ một vùng đất lành khác xa với chỉ độ hóa nhằm vào một người, có cho có lấy, thành tựu một cõi yên vui, đây là phần nghĩa cho, mà với việc làm của lão Tăng Ma Kha thì thuộc về lấy, thuần túy trấn áp, nô dịch người khác. Biểu hiện một ít cổ kinh, Tây Mạc đối với A-di-đà Phật quá trọng yếu, hắn từng đi bộ đo đạc, xem nơi này là vùng đất trường sinh của mình, nếu một ngày kia tiên vực mở ra, khắp Tây Mạc sẽ chỉnh thể phi thăng. Tất nhiên Tu Di Sơn sẽ không ngồi xem chúng ta phá hư hết thảy nơi này. Đáng tiếc Tu Di Sơn bị phong tỏa, bọn họ khó có thể đi ra can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cắt đoạn cơ sở của Phật. Diệp Phàm bọn họ sau khi bàn luận, mọi người phân công nhau hành động. Nơi này tất cả đều là cường giả, thánh nhân nhiều như vậy, một người phổ độ một khu vực vậy là đủ rồi. Long Mã, Cổ Kim bằng bọn họ đã có 11 vị thánh vương, đây là một lực lượng cường đại biết bao, cộng thêm Diệp Đồng, Tề La, Đông Phương Giả quả thực nhiều lắm. Nếu chỉ là để truyền đạo, vận dụng cường giả cấp số này thật sự là lãng phí, nhưng ngày nay bọn họ lại chính là muốn làm việc như thế. Một ngày này, một đại giáo tên là Thiên Đình xuất hiện ở Tây Mạc, phổ độ thập phương, đây cũng không phải là truyền đạo bình thường, chư thánh hiển hóa chân thân, truyền bá đạo chính thống. Phàm là có cầu, tất nhiên có đáp ứng. Một số địa phương khô cạn thiếu mưa, cầu nguyện thiên đình, tất nhiên có ứng đáp trời đổ xuống mưa dầm, đầm nước tràn đầy, thấm nhuần đất đai. Có địa phương, núi lớn vắt ngang, đông đảo phàm dân hướng lên thiên đình khẩn cầu, rất nhanh liền có thánh nhân như thiên thần buông xuống, dời núi mở đường, xây dựng một con đường bằng phẳng. Có địa phương sinh ra nạn binh hỏa, sinh linh đồ thán, lê dân cầu nguyện, lập tức sẽ có thiên binh đến trái đất, bình định tai nạn và rắc rối cho nơi đó trở thành đất lành bình hòa. Không hề nghi ngờ, đây giống như một tảng đá lớn thảy xuống hồ nước, làm nổi lên sóng to gió lớn, Tây Mạc không người nào không biết, không người nào không hiểu, một thiên đình chân chính đang rao giảng đạo. Bởi vì quá mức linh nghiệm, địa phương phát sinh tai họa lớn chỉ cần cầu nguyện thiên đình, tất nhiên có thần nhân từ trên trời giáng xuống giải quyết mọi ách nạn. Lập tức làm cho Tây Mạc nổi sóng gió. Đây là thật vậy chăng? Thiên đình trong truyền thuyết thần thoại thật sự xuất thế, phổ độ chúng sinh, giáng xuống điềm lành. Nhưng lại linh nghiệm như vậy, phàm là thế gian có đại nạn chỉ cần cố ý cầu nguyện lên trời, tất có thần nhân thiên đình hạ giới trừ ưu giải nạn cho chúng ta. Phật môn thâm căn cố đế, muốn trong thời gian ngắn xoay chuyển đó là chuyện không có khả năng, nhưng mọi chư thánh của thiên đình hiến linh, hiệu quả tuyệt đối kinh người,
phàm dân tận mắt nhìn thấy tranh nhau bàn tán và truyền cho nhau. Trước Tu Di Sơn, Diệp Phàm dùng hư không đế kính chiếu xạ những hình ảnh này vào Tu Di Sơn, làm cho mỗi cao tăng Phật môn đều biết hết thảy, mỗi người đều biến sắc. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu mà thôi, đã có người đặt niềm tin vào thiên đình, nếu cứ tiếp tục như thế, không ngừng có hiển hóa thần tích, kết cục sẽ như thế nào, không cần suy nghĩ nhiều các ngươi cũng biết đây chính là một loại xu thế như thế nào. Diệp Phàm quát to. Đại Thánh Ma Kha biến sắc, nếu đám người Diệp Phàm thực sự tính toán tiêu hao dần dần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ bị phong tỏa trong này, không thể rời Tu Di Sơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Mạc trở thành đàn tràng của thiên đình. Đây là vùng đất trường sinh của A Di Đà Phật Đại Đế, tuyệt không cho phép để mất, đây là di huấn của các bậc tiền bối, bọn họ không thể khoan nhượng. Bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, thiên đình thật sự sẽ mọc rễ nảy mầm, đến lúc đó nơi này phải thay đổi lề lối, trở thành đại kỳ của thiên đình, Phật môn từ đó bị diệt. Tây Mạc là căn cơ trường sinh, là mầm móng của A Di Đà Phật, nếu như bị thiên đình chiếm cứ, tất cả La Hán, Bồ Tát trên Tu Di Sơn đều sẽ trở thành tội nhân. Ngươi không thực hiện được. Lão Tăng Ma Kha lạnh lùng nói, lần đầu tiên xuất hiện loại sắc mặt này, không còn là vẻ bi thương ổn định kia nữa. Chỉ mấy ngày thôi, thiên đình đã truyền đạo khắp Tây Mạc, mặc kệ thờ phụng hay không, ai cũng biết, bởi vì rất linh nghiệm, bất kỳ thiên tai đại nạn gì, chỉ cần nhân số đạt tới trình độ nhất định, cùng cầu nguyện, cam đoan sẽ có thiên thần hạ phàm. A Di Đà Phật. Các ngươi là ai dám làm loạn Tây Thổ ta, quấy nhiễu thanh tĩnh của Tây Môn ta? Người của một số chùa chiền rốt cục ngồi không yên. Hôm nay, bọn họ nghe nói Tu Di Sơn bị phong tỏa, người người đều kinh hãi khiếp sợ, nhưng cũng không đi cứu viện, bởi vì biết rằng hoàn toàn vô dụng, ngay cả hàng ma sử, Trận Văn Đại Đế đều không phòng hộ được, nếu bọn họ đi chỉ có thể chịu chết. Nhưng, một đám tu sĩ như vậy hiến linh ra, lại làm cho bọn họ có chút ngồi không yên, đây là muốn phá hư cơ sở của họ. Đối mặt với nghi ngờ, người của thiên đình làm theo ý mình, vẫn như cũ truyền đạo, có cầu ắt có ứng đáp, lúc nào cũng có thể hiển hóa. Tới sau lại, rốt cuộc có một số cường giả Phật môn không kìm nổi, muốn đi ra can thiệp, kết quả tự nhiên không có gì trì hoãn. Đây là một đám thánh nhân đâu phải bọn họ có thể sánh bằng. Đối với những người này, đám Long Mã, Hắc Hùng đều không một chút khách sáo, trực tiếp dùng độ nhân kinh của Linh Bảo Thiên Tôn trấn áp, noi theo Phật môn thu về làm người của mình dùng. Kết quả, khi phàm nhân nhìn thấy cao tăng đại đức ngày xưa đều gia nhập thiên đình, quỳ bái. Điều này không thể nghi ngờ trở thành sóng gió ngập trời, trực tiếp kéo không ít người bắt đầu súng bái thiên đình. Chỉ trong nửa tháng, Tây Mạc đã có không ít giáo đồ thiên đình. Tốc độ nhanh chóng kinh người này, làm cho rất nhiều người bàng quan đều trố mắt nhìn trân trối. Điều này quả thật là đạp lên thi thể Phật môn mà truyền đạo, một đường nhanh chóng đi tới. Nhưng khiến người ta không còn lời nào để nói, thiên đình thật sự rất tận tâm hết sức hóa giải đau khổ của thế gian, phổ độ thập phương. Khi Phật môn nhìn thấy, muốn hỏi tội ngược lại bị bọn họ trấn áp và độ hóa. Đủ rồi, dừng lại. Lão Tăng Ma Kha nhìn thấy hư không đế kính chiếu xạ vào những cảnh tượng này, hoàn toàn ngồi không yên. Tây Mạc này là đất lành trọng yếu nhất trong tương lai, quyết không thể bị người xen vào, bằng không lão sẽ trở thành tội nhân của Phật môn nhất mạch. Ngươi nói dừng là dừng sao? Diệp Phàm cười lạnh. Làm như thế là để gây áp lực cho Phật môn, lấy nhu thắng cương. Chỉ cần nhìn thấy loại xu thế biến hóa này là đủ rồi, để cho bọn họ cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng trong lòng Diệp Phàm lại thở dài. Muốn phổ độ Tây Mạc, tốc độ này vẫn còn quá chậm, chẳng lẽ thật sự phải chờ đợi cả trăm năm mới có thể độ hóa sạch Tây Mạc? Hắn có thể chờ, nhưng mấy kiện binh khí đế chẳng lẽ cũng phải hao phí thời gian ở nơi này, quả thực đau đầu. Diệp thí chủ hẳn là biết rõ, cứ tiếp tục kéo dài thế này ngươi không có cơ hội. Bất kể như thế nào cũng không công phá được Tu Di Sơn. Đại Thánh Ma Kha nói. Vậy chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ, nhìn thử xem thiên đình làm sao mọc rễ ở Tây Mạc, nở rộ hào quang sáng lạng nhất thế gian. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ngươi. Ma Kha sắc mặt lạnh như băng, lão không muốn Tây Mạc có mất mát, nhưng vẫn như cũ rất kiên cường, ầm chỉ nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy để xem ai hao phí hơn ai. Một khi đã như vậy, ta cũng chỉ phải dùng hết toàn lực, hết thảy đều giải quyết ngay hôm nay. Diệp Phàm đáp lại với vẻ nghiêm túc. Một cái quan tài đá không lớn hơn bàn tay, chỉ rộng bằng bốn ngón tay, xuất hiện ở trong tay Diệp Phàm. Nó hình thức một mạc tự nhiên, mơ hồ có vết khắc, phân biệt cẩn thận mới có thể thấy được, đó là tranh hoa nhật nguyệt tinh tú điếu ngư trùng,
đều là các loại cổ xưa, trường tồn từ rất xa xưa. Quan tài chính lớp thời đại thần thoại. Diệp Phàm cuối cùng lấy ra vật bất tường này, nhất định phải đập nồi dìm thuyền, dùng nó đánh Tu Di Sơn, công phá Đại Lôi Âm Tự. Đại đa số người nhìn thấy đều rất khó hiểu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, căn bản không nhìn ra được, một cái quan tài nhỏ bằng bàn tay có thể dùng làm gì, còn có thể so với binh khí đế lợi hại hơn hay sao? Chỉ có số ít người sau khi nhìn thấy liền hơi biến sắc, ở trong kinh nghi mơ hồ hiểu rõ lai lịch của nó. Trong khoảnh khắc nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan về nó. Đúng thật là quan tài thần linh của thời đại thần thoại sao? Cổ tộc đến đây không ít người, một ít lão tộc trưởng của cổ hoàng tộc nói ra, thanh âm đều run run. Bọn họ so với người thời nay ở gần thời đại thần thoại hơn, đối với loại quan tài này tự nhiên hiểu biết nhiều hơn. Có cái gì đáng sợ sao? Rất nhiều người khó hiểu, hỏi người bên cạnh, lập tức dẫn tới tiếng bàn tán ồn ào huyên náo. Còn trong chư thánh vực ngoại cá biệt có lớp người già cự phách cũng nhìn ra xa phía trước, đến gần một khoảng cách quan sát đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ, trong lòng nhảy dựng kịch liệt. Thật sự giống như loại vật đó. Khi cá biệt có cao nhân tiền bối nói nhỏ với nhau, nói ra lai lịch cùng với chỗ đáng sợ của quan tài này, mọi người đều có cảm giác ớn lạnh như là bị dội lên mình một thân băng tuyết, cơ thể nổi lên một lớp da gà. Tương truyền, nó tán ở trên 9 tầng trời, vĩnh viễn không rơi xuống chìm trong đám đất vàng. Mỗi người hô hấp đều dồn dập, tim đập rề thình thịch e không ngừng. Diệp Phàm đây là từ chỗ nào lấy được, không ngờ lại có chuẩn bị ở sau như vậy, khiến mọi người sợ hãi. Loại đồ vật này không đùa được, không cẩn thận một cái chính là kết cục cả tộc đều diệt vong. Truyền thuyết về quan tài thần linh chính lớp quá mức kinh người, không thể động, khi nhìn thấy phải lễ kính, đem tán ở thiên ngoại, thả về ở chỗ sâu trong vũ trụ. Chư thánh vực ngoại, lão tộc trưởng của Thái cổ hoàng tộc mỗi người đều thần sắc ngưng trọng. Mặc dù là người của Diệp Phàm bên này cũng vô cùng nghiêm trọng, đối với việc này đặc biệt thận trọng cẩn thận. Trong đó có một người biểu hiện khác thường nhất, đó là thần Tàm đạo nhân. Hắn phản ứng mãnh liệt hơn xa so với người khác, đằng một tiếng hắn đứng thẳng tắp, như là một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tản phát ra một khí tức kinh người, vẻ say khướt trước đây biến mất. Giờ khắc này hai mắt hắn bắn thần quang rực rỡ, hào quang thực chất hóa dài đến vài dặm, môi run run, nắm chặt nắm tay. Người bên ngoài tự nhiên nhìn ra chỗ dị thường của hắn, dè dặt hỏi, nhưng hắn không thèm để ý tới, mắt không hề chớp, như là một pho thần tượng bất hủ nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người đều biết hắn tính tình quái dị. Ngay cả thần Tàm công chúa ngày thường đều chịu vậy không có cách nào. Đám người tề la, Diệp Đồng tự nhiên sẽ không so đo, không hề quấy rầy hắn. Ngươi muốn dùng thứ này để chống lại Tu Di Sơn ta? Rốt cục giọng nói của lão Tăng Ma Kha biến đổi, sắc mặt cũng không dễ xem lắm. Miệng tụng Phật hiệu, nói, vận dụng nó có thể sẽ trước tổn thương bản thân mình. Không phiền ngươi lo lắng. Diệp Phàm bình thản nói. Ở chỗ sâu trong tinh không, một trận thần chiến ở Bỉ Ngạn, kết quả thần vực vạn kiếp bất hủy bị hủy diệt, cổ quan tài của hư không đại đế phát huy tác dụng thật lớn, làm tan biến tất cả tín ngưỡng lực. Diệp Phàm lúc này lấy ra quan tài chính lớp này, đương nhiên không phải muốn hoàn toàn phục chế kết quả một trận chiến thần vực kia. Thần vực bị thiên tôn động qua tay chân, vì vậy sát khí của đại đế có thể hủy diệt tín ngưỡng lực nơi đó. Còn Tu Di Sơn thì khác hẳn, chưa từng bị nguyền rủa. Căn bản không có khả năng bị thiêu đốt trở thành cây trúc sấy khô. Trong trận chiến ở thần vực, chư hùng chỉ là sử dụng sát khí của thi thể đại đế tản ra mà thôi liền hủy diệt một thần giáo bất hủ. Ngày nay, Diệp Phàm muốn vận dụng chính là chân chính thi hài thần linh ở bên trong, cũng không phải là sát khí đơn giản như vậy, mà hắn định lắp cả cổ thi thể đế vào bên trong Tu Di Sơn. Nếu như thành công, đây khẳng định là một hồi tai nạn mang tính hủy diệt. Các tộc thái cổ mỗi người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều nhớ rõ một chuyện xưa, ở thời thái cổ người của một chủng tộc chí cường từng vì thu được một cái quan tài chính lớp. Cuối cùng lại dẫn tới diệt tộc. Hết thảy đều là vì bọn họ đụng vào chỗ cấm kỵ sâu nhất của quan tài đó. Lúc trước, khi Diệp Phàm bọn họ ở tổ miếu thần triều Vũ Hóa lấy được cổ quan tài này, Thánh Hoàng tử cũng từng trịnh trọng nhắc tới thảm án từng xảy ra ở thời thái cổ kia, cảnh báo cho bọn họ. Ngày nay, các loại thủ đoạn thi triển hết, mà cũng không làm gì được Tu Di Sơn. Diệp Phàm quyết định vận dụng đòn sát thủ này. Thi thể đế toàn vẹn có mấy người nhìn thấy. Gần như chưa bao giờ hiển hóa trên thế gian, nên lập tức dẫn phát sóng to gió lớn. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lão Tăng Ma Kha niệm Phật đều có chứa cơn tức, không hề giống trước đây bình tĩnh và ung dung như vậy, trong mắt phát ra chùm tia sáng kinh người, theo dõi trong lòng bàn tay hắn.
Diệp Phàm không có do dự, lật tay nhốt đánh cổ quan tài nhỏ vào trong pháp trận Nguyên Thiên Cấm Kỵ. Khoảng cách phía trước gần Tu Di Sơn nhất vừa lúc còn có một vị trí trận kỳ trống không, hiển nhiên chính là lưu lại cho cổ quan tài. Sát khí của đế không thể chiến một trận thành công, nhưng vận dụng chân chính thi thể đế, trấn áp Tu Di Sơn chưa từng chịu qua nguyền rủa, tất nhiên hữu hiệu, hẳn là có thể xé rách sơn môn. Ở trên thế gian này, còn không có gì có thể làm tổn thương đại đế, mặc dù bọn họ chết đi lưu lại thân thể cũng không thể bị tổn hại. Trong Nguyên Thiên trận phù văn lấp lánh, sương mù hỗn độn mênh mông lưu động, dẫn động tất cả khí tức căn nguyên thiên địa, văn lạc lan tràn tới chỗ ri trận kỳ trước nhất. Diệp Phàm cắt xé ra cổ tay, từng tia máu màu vàng rơi xuống được hắn vận chuyển bí quyết chữ khai binh, kẻ sau đó đưa vào trong trận, nhỏ trên cổ quan tài. Lập tức e rắc e một tiếng, vỡ ra một khe hở, mở ra tầng thứ nhất. Tầng một này nhìn không ra cái gì, cổ quan tài nhỏ vẫn như cũ một mạc, có khắc các loại đồ án mơ hồ. Quan tài thần linh không đi vào trần thế, không vào dưới đất vàng, vĩnh viễn tán trên 9 tầng trời, lai lịch được chú trọng kinh người. Mọi người đều như ngừng lại rồi hô hấp, tất cả đều rất căng thẳng. Hôm nay bọn họ có thể sẽ chứng kiến một sự kiện trọng đại xưa nay còn không có mấy người nhìn thấy, chú định sẽ rất khủng bố, sẽ được ghi vào sử sách. Thần linh không tì vết, phàm trần không đủ để tán họ, mặc dù chết đi cũng không được sỉ nhục, chỉ có trên 9 tầng trời mới là chốn quy tụ của họ, cuối cùng ngủ yên ở chỗ hồng trần không thể tới gần. Ngày nay, quan tài thần linh lại bị đặt trong trận như vậy, một khi mở ra tất nhiên sẽ bùng nổ đại sự chấn khiếp thế gian. Tầng 1, tầng 2 cổ quan tài nhỏ không ngừng mở ra. Máu từ cổ tay Diệp Phàm chảy ra rơi xuống rất nhiều, ráng vàng xông lên tận trời, dao động cường đại mãnh liệt như là một mảng ngọn lửa màu vàng đang bùng cháy, bay vào trong trận. Quan tài thần linh bị loại máu màu vàng này bao bọc, như là đang hừng hực thiêu đốt, không lâu sau cũng liên tục mở ra 6 lớp, đồng thời cũng chưa phát sinh biến cố bất ngờ gì. Trong lòng mọi người lại bị áp lực đặc biệt, tất cả chư thánh đều thối lui, có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu, không muốn bị lây lan đến, địa phương này hơn phân nửa sẽ lập tức biến thành vùng đất đại họa. Dừng tay! Lão Tăng Ma Kha không giữ được bình tĩnh, quát lớn. Còn Đại Khổng Tước Minh Vương thì cầm trong tay hàng ma sử, chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng phó với kinh biến, trên đầu hoàng kim quang lấp lánh hiện lên đồ hình Phật Đà thành đạo, một mảng sương mù bao phủ, làm cho toàn thân nàng thoạt nhìn thần uy chấn nhiếp thế gian. Ý ngươi như thế nào? Thả hoa hoa xuống núi sao? Diệp Phàm lãnh đạm hỏi. Hắn ở trên Tu Di Sơn ta là một loại quả. Không có gì để nói. Diệp Phàm trực tiếp cắt ngang lời lão, tăng lên lưu lượng máu màu vàng nơi cổ tay, trực tiếp mở ra lớp thứ 7 quan tài đá. Khi nhìn thấy lớp thứ 8, máu trên cổ tay hắn đã khó dẫn lên tác dụng, hắn điểm một ngón tay vào tâm trạng, cắt xé ra một miệng vết thương, rút ra tinh hoa của máu huyết trong tim. Rắc rắc. Tầng thứ 8 quan tài mở ra, lộ ra lớp cuối cùng. Tới thời điểm này khắp nơi tĩnh lặng tới cực điểm, nơi nơi lặng ngắt như tờ, mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Ngay cả La Hán, Hộ Pháp Thiên Vương, Bồ Tát, Cổ Phật trên Tu Di Sơn đều tim đập nhanh hơn, nhưng thần sắc như trước lạnh lùng không nói một câu, trầm mặc theo dõi. Rốt cuộc xuất hiện lớp quan tài cuối cùng hiển lộ trước mắt thế nhân, chỉ dài bằng ngón cái, cổ xưa bình thản nhưng lại làm cho mỗi người đều khiếp sợ lạ thường, như là đang đối mặt với thần linh hồng hoang. Áp lực vô hình nhập tới, thần kinh mọi người đều căng thẳng, khẩn trương tới cực điểm, chờ đợi lớp cuối cùng của cổ quan tài mở ra, ai nấy đều muốn nhìn thử xem rốt cuộc có đại bí gì. Một lớp cuối cùng chắc chắn bất hủ, rất khó mở ra, Diệp Phàm hao tổn rất nhiều tinh hoa máu trong tim, sắc mặt đều trắng bệch mà nó vẫn không hề nhích động. Rắc rắc. Thẳng đến cuối cùng, hắn lại rút ra tâm huyết, thân thể lay động một hồi, tiêu hao thật sự quá lớn. Chuyển tinh hoa của thánh huyết rơi trên quan tài đá, nó phát ra một tiếng rung, tiếp theo tách ra một khe hở rất nhỏ. Lớp quan tài cuối cùng xuất hiện một khe hở thật nhỏ, nhưng lại lao ra một loạt sát khí đế bàn bạc, cuồn cuộn mãnh liệt, như là biển cát vô cùng vô tận lao thẳng tới Tu Di Sơn. Mọi người đều biến sắc, dao động căn nguyên của đại đế chưa ra, sát khí vô tận tuôn ra trước, bao phủ phía trước. Loại sát khí đế này đáng sợ nhất, kinh thần khiếp Phật, đối với thánh giả mà nói là một loại tai nạn, đối với tín ngưỡng lực thánh khiết mà nói cũng là nước lửa không chung một lò, đối chọi gay gắt. Một cái là sát khí của người chết, một cái là ý niệm của người sống, phi thường đối lập. Dưới chủ đạo của Nguyên Thiên Đại Trận, trận kỳ phần Phật, quan tài chính lớp thời đại thần thoại rung chuyển, sát khí đế từ trong khe hở tuôn ra cuồn cuộn không dứt, chật ních thiên địa, nhằm tới phía Tu Di Sơn. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi đại tai nạn. Nơi này không phải thần vực, không có bị nguyền rủa,
Tính ngưỡng lực không có khả năng bị thiêu đốt, nhưng hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng, có cảm giác như có ánh sáng và bóng tối cùng hợp lại. Va chạm kịch liệt. Một lớp cuối cùng của cổ quan tài chỉ dài bằng ngón cái, nhưng tuôn ra sát khí để mênh mông cuồn cuộn khủng bố như vậy, như là tinh hà đầy trời rơi xuống, vô biên vô hạn. Hiển nhiên đây là hạt cải chứa cả vòm trời, là bên trong có một càn khôn khác rộng lớn như một thế giới. Diệp Phàm thúc động xốc lên cái nắp quan tài cuối cùng, để thi thể đế xuất hiện trấn áp Tu Di Sơn, phá vỡ nơi đây. Nhưng mà, ngay thời điểm này, hắn dự cảm được một cổ khí tức bất tường, nguyên thiên trận văn phát sáng, cuồn cuộn mãnh liệt, phụ trợ hắn ở bên ngoài trận sáng lên rực rỡ. Tuy rằng nhìn như thần thánh, nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, cơ thể hắn sinh đau nhức, giống như đau cắt, lỗ chân lông trở nên thô to, từng cọng lông màu đỏ như cây xương châm đâm thủng làn da, mọc ra. Ở thời khắc mấu chốt thi thể đế sắp xuất hiện, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này, kẻ bất tường của Nguyên Thiên Sư phần nhiều ở vào lúc tuổi già bùng phát, mà hắn vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra. Không có cầm binh khí đế, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí màu vàng thiêu đốt, chỉ khoảnh khắc đốt sạch sẽ bộ lông màu đỏ khắp cả người, chém tiệt loại dị lực này. Hiển nhiên, sự tình còn không có xong. Vù vù. Âm phong gào rít giận dữ, ma ảnh xoạt xoạt, mặt đất ở xa xa rơi vào cảnh hôn ầm, lốc xoáy lông đỏ kéo tới không ngờ lại bao phủ bầu trời che lấp mặt đất, cát bay đá chạy, cuốn thẳng tới hướng nơi này, thoạt nhìn hết sức khủng bố. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.